Mỗi một đoạn phúc âm thì có nhiều chú giải khác nhau, cũng có nhiều những bài học áp dụng khác nhau. Hôm nay tôi xin nêu lên một những áp dụng hay là cái chủ đề mà chúng ta muốn khai triển trong từ bài phúc âm hôm nay. Đó là chỉ cần chúng ta trao cho Chúa phần nhỏ nhoi của mình, Ngài sẽ biến phần ít ỏi ấy thành bội phần vượt quá những kỳ vọng lớn lao nhất của chúng ta. Một ngày nọ, một phụ nữ trung niên Ấn Độ đã có một tâm hồn rộng mở khi đi thăm một khu phố nghèo, thấy người ta sống chui rúc bẩn thỉu. Và bà đã nảy ra ý định là phải làm một cái gì đó để giúp họ. Thế rồi bà dành dụm được một số tiền vừa đủ để mua một căn nhà cũ, sửa sang cho khang trang. Rồi bà đi khắp các nơi đưa về những trẻ em mồ côi nơi hè phố để dạy dỗ và nuôi nấng. Nhà không có lấy một cái bàn, cái ghế, nên bà đã cho lấy sàn nhà làm bảng viết dạy lũ trẻ. Thế rồi điều gì đã xảy ra cho người phụ nữ và công việc của bà? Ngày nay bà đã có hàng 100 trường học trang bị đầy đủ, 300 nhà phát thuốc lưu động, 70 bệnh viện cho người cùi, 30 viện chăm sóc cho người hấp hối, 30 viện chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi, và 40.000 người trên thế giới tình nguyện theo chí hướng của bà hay là giúp đỡ bà. Bây giờ bà đã chết, nhưng công việc của bà vẫn tiếp tục. Người thiếu nữ đó không khác, không ai khác ngoài mẹ Teresa Calcutta. Điều mà mẹ Teresa đã làm cũng giống như điều mà cậu bé trong bài tin mừng hôm nay. Khi người ta yêu cầu cậu đem đến cho Chúa 5 chiếc bánh và 2 con cá của cậu để Ngài thiết đãi dân chúng, cậu liền trao bánh và cá cho Chúa để Ngài thực hiện những điều kế tiếp. Và chúng ta đã thấy kết quả là Ngài đã thiết đãi hơn 5.000 người ăn no nê. Nhưng mà chúng ta nhớ trong phúc âm nói rõ là 5.000 người đàn ông, có nghĩa là số phụ nữ hay con nít chúng ta không có tính, trong phúc âm không có tính, có thể là lên tới cả chục ngàn người ăn no nê và còn dư được 12 thúng đầy. Trong cuộc sống chung quanh chúng ta có rất là nhiều những câu chuyện giống như của mẹ Teresa và cậu bé trong chuyện phúc âm hôm nay. Tất cả những chuyện đó đều nêu lên một chủ đề giống nhau, đó là nếu mà mình chúng ta đối đầu với những thách đố và những khó khăn trước viễn ảnh tương lai thì thật là rùng rợn, vì chúng ta không biết làm gì. Như mẹ Teresa thằng cháu của ta, mẹ không biết làm cái gì, quá nhiều người nghèo và đau khổ. Nhưng nếu chúng ta đặt cả cuộc đời mình vào trong tay của Chúa thì Ngài sẽ tiếp nhận và sẽ chúc lành cho nó, sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta nên tốt đẹp hơn, vượt mọi kỳ vọng lớn lao nhất của chúng ta. Nên kính thưa quý ông bà anh chị em, các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại mình, nhìn vào tâm hồn mình và tự vấn xem chúng ta đang đặt trong tay Chúa bao nhiêu phần trăm cuộc sống và khả năng của chúng ta để Ngài sử dụng theo thánh ý của Ngài. Nói một cách khác, chúng ta hãy tự vấn xem chúng ta đã dâng hiến chính mình và mọi năng lực của mình như mẹ Teresa, như cậu bé trong bài phúc âm hôm nay cho Thiên Chúa chưa? Nên qua bài phúc âm, Chúa Giêsu như ngỏ lời với chúng ta: cha cần khả năng của anh chị em, cha cần lòng quảng đại của anh chị em, cha muốn anh chị em hiến cho cha đôi bàn tay vạm vỡ
đôi chân dẻo dai, hiến cho cha môi miệng ngọt ngào, hiến cho cha trí năng sắc sảo và tâm hồn quảng đại, để cha thực hiện những điều lớn lao và cần thiết gấp bội cho thế nhân, cho các linh hồn đang cần đến sự hy sinh và lòng quảng đại của anh chị em. Tóm lại, trong sứ điệp của Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hợp tác với Ngài để Ngài thực hiện những phép lạ cả thể. Bất cứ chúng ta trao tặng cho Ngài điều gì, chẳng hạn như là thời giờ, như khả năng, như tài năng, như lời cầu nguyện, những việc làm, sự hy sinh và nguồn sinh lực của chúng ta, Ngài sẽ sử dụng nó để đem lại kết quả vượt mọi kỳ vọng của chúng ta. Ngài sẽ nhân chúng lên gấp bội, vượt khỏi niềm mơ ước của chúng ta, giống như Ngài đã biến đổi 5 tấm bánh và 2 con cá. Đây chính là lời mời gọi mà Chúa mời ngỏ với chúng ta qua bài Phúc Âm hôm nay. Cho tôi chia sẻ một ít phút với các em. Dear children, in the gospel story today, Jesus has been teaching a large crowd of people. Then it was getting close to dinner time. And as he looked out over the crowd, Jesus turned to one of his disciples, whose name was Philip, and asked, "Where are we going to buy the bread for these people to eat?" Philip said, "You have got to be kidding." No, he didn't really say that, but I imagine he properly thought it. What he did say to Jesus was, "Even 8 months' wages would not buy enough bread for each of these people to have one bite." Andrew, another of Jesus' disciples, spoke up. "There is a small boy over here who has 5 small pieces of bread and 2 small fish, but that is not enough to feed all of these people. Bring it to me," Jesus said. Then he gave thanks, blessed it, and began breaking it into pieces to pass around to the people. When they had all had enough to eat, Jesus said, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." They gathered up 12 baskets full. So there are a couple of very important lessons we can learn from this story. Firstly, all of us could learn a lesson from the little boy. He didn't have much, only 5 pieces of bread and 2 small fish, but he was willing to share what he had, and Jesus used it to feed a huge crowd of people. Another lesson we can learn is that God often blesses us with much more than we need. When that happens, what do we do with the leftovers? Jesus told the disciples to gather up the leftovers so that nothing would be wasted. The Bible doesn't tell us what they did with the leftovers, but my guess is that they probably used them to feed more hungry people. Some of us may only have a little. Some of us
have been blessed with much more than we need. Either way, God is pleased when we share with others. So let us pray a short prayer together. Dear Father, we thank you for all of your blessings. Help us to be generous in sharing it with others. We ask this in the name of Jesus. Amen.